xin chào tất cả mọi người. Đây nè con, đây nè con. Thì hôm nay có một em kia đề nghị chị ơi ăn 100 trái dâu đi. Thì đây các bạn. Đây 100 trái dâu luôn, 100 trái dâu. Đúng 100 trái dâu luôn mà thiếu trái nào là Ngọc thề đúng 100 trái luôn. Rồi, rồi biết ăn gì không? Chị dễ ăn không? Ăn với lại muối Tây Ninh. Muối Tây Ninh mà này hồi ra bữa mua gì Việt Nam gì Việt Nam mua nè. Hiệu gì nè, ai biết. Con chung siêu thị á ngon lắm. Giờ đổ qua cho dễ ăn. Nè. Đổ muối ra cho dễ ăn nha. Rồi, xin mời tất cả mọi người. Mày ăn xí vô miếng chế vô xí à. Ừ. Rồi. Để cho xí cho dễ ăn. Chay ăn không? Chắc chua lắm á. Để mẹ cho Trang chế dâu nha. À mẹ đi. Giỏi. Ăn thử coi ăn được tới đâu nha mọi người. À, ăn 100 chế dâu nha mọi người. Wow. Đấy, nãy lấy ra sớm cho đỡ lạnh ăn. Đúng rồi đó. Nè. Ô. Lạnh quá ăn khó ăn. Ba trái dâu này là Ngọc phải mua 3 hộp. Một hộp là 5.50 đồng một hộp. Mà 3 hộp là Ngọc mua là 16 đô là được làm 100 trái dâu đó. Lạnh căng quá. Không có chua. Mà lạnh chua mà lạnh quá. Ngãi biết lấy sớm. 16 đô là bao nhiêu? Rồi cho 400 ngàn đi, 100 trái dâu. Thì ăn được không á? Ăn với mẹ nè. Ngon quá mọi người ơi. Dâu mọng nước mà không có chua. Hơi hơi thôi chứ không có chua. Lạnh. Cái dâu để bên bề này đẹp không? À, để quay lại bề này. Bề này toàn thấy lá không à. Oops. Đây, bề này mới thấy đẹp nè. Bề kia thấy lá không à. Đó. Cái thứ hai nha mọi người. Mẹ đếm nè mẹ. Mẹ được mấy rồi? Mẹ nãy giờ bầu nó trái rồi. Dữ ta. Ăn nhanh cho hết cá độ. Nè cá độ hả? Mà lỡ cái đâu cái độ này mẹ con thắng thua là được gì à? Hả? Nhớ mắc cười lần Kim Phượng thím làm mẹ sỉnh một bữa muốn chết luôn. Đó giờ chưa bao giờ biết sỉnh. Thím về Việt Nam cái thím mua rượu, thím gọt trái cây đồ vô, thím bắt hiền đồ. Hả baby? Hi honey. Cô duyên cô thảo rồi. You wanna sit with us? Cô duyên cô thảo thím nghiệp đồ qua tập trung vô mấy chị em gái uống. Uống xong á mình tính là thôi mình phần ai nấy uống thôi, thôi mình uống hết của mình thì thôi cho xong. Uống hết cái gót vô tiếp, uống hết gót vô tiếp, uống hoài cuối cùng. Con nhớ lần đó, xỉn luôn. Con có đường đi luôn. Ngon con. Thịt bò. Không biết đi mình tính uống cho hết để cho xong phần hai nhà uống rồi. Uống cho xong đi phải không? Uống xong phần uống là bị rót vô, uống là bị rót vô. Rồi con ba trái đó. Trái trái tư nè. 1 2 3 4 5 6 trái là mẹ gấp đôi con luôn. Còn ngoại cầm dao nên làm lẹ dễ rồi. Cũng dễ có cái cuốn mình dễ điếm. Bãi trái rồi ha mẹ, là bãi trái nè. Ngọt quá, ngọt quá. Hey, xin mời mọi người nha. Oops. Dạ Trí ơi. Trời, con ăn kìa. Trời đất ơi, con ăn kìa. Thương dễ trở không? Nên mặc áo gì mà giống người Nhật dữ trời. Vậy gì để mẹ ăn chứ. Nè. Dạ mẹ. Giỏi. Cô chưa thấy chị. Thấy giỏi kìa chưa. This is what Mark and Lita got your mom. Amazing. For a going away present. Đây là cái hộp này, quà của chú thím của chồng mình tặng mẹ. Hôm nay mình có được chị Suya tặng. Dữ. Dữ ta. Ồ, Suya tặng quà, Suya tặng quà. Tặng quà. Wow, mẹ cái này có lý lắm phải mẹ. Này giỡn rồi à. Có ấy đàng hoàng. Có lý đàng hoàng à. Có gì? Có cái giấy chứng nhận. Thôi đừng có nói cái này là ngọc trai thiệt nha. Có giấy chứng nhận luôn nè. Cái gì ghê vậy? Trời ơi, ông cả mua cho mẹ cái giấy này. Cái này thiệt luôn á mẹ.
Wow, cái này là ngọc trai thiệt luôn á. Đúng không? Baby, it's legit. Good. Oh, it's important. Hello. Hello. Just hello. Say hi. Hi, Su. Hi, Su. Hi, bà Su hàng sớm. Mẹ ngồi xích vô mẹ. Bà qua bà mua, bà chào. Bà thấy nhà được đèn mở cửa nè, bà vô muốn chào vậy mà. Vậy hả? Mẹ, cái này nè mẹ, là mấy cái hạt này, hộp này nè. Là vàng 14. Vậy hả? Vàng 14 carat. They said they want... Vàng 14 carat. They want her to... Còn cái mặt cái này là gì? Là cái dây đeo cổ hay là cái vòng tay? Tay. Vòng tay hả? She want, they want her to think of that when she puts that on. Mẹ đem lại tìm vàng á, làm cái mắt lại. Đi Quynh nói là ông bà nói là khi mà mẹ đeo cái này mà mẹ nhìn xuống là ông bà nói, ông bà muốn là mẹ là nhớ tới ông bà. À, giữ chưa? Giữ ta, lực sư gia tặng đồ giữ ta. Giữ chưa? Có lý à, cái giấy này, cái này giữ à. Thấy không mọi người? Sư gia khóc khóc không? Tặng. Rồi, ăn tiếp tục đi. It's real, it's from Costco too. Costco. Ooh, trái bự. Baby, can you have a seat and sit here with us and enjoy? Okay, baby. Nãy giờ mày ăn bộ thôi. Where's the chocolate? Out there? Đâu nè. Đây nè con, chỗ ở ngoài cái ghế á. Con chay nhỏ lạ dữ ta. Thôi ai đúng chuyện mà tự nhiên bà bước vô cái khóc trời. Bà Su với bà bên này là không chịu. Ngộ chạy. Mà ta thương hết sức á. Bà già bên đây thương tội nghiệp. Cái con này nè. Quýt chơi nó chẳng nghe quá. Ừ. You want a glass, baby? No, thank you. Bà thấy nó sợ không? Nó sợ bà. Bà lại hả? Bà kêu mẹ lại xong rồi bà vuốt cái tay mẹ, bà nắm cái tay mẹ, bà làm đặng cho nó đừng có sợ cái cãi á. Vậy mà nó cũng sợ. Mẹ, con trái bự không bà? Con lựa mấy trái bự nha. Mẹ ăn mấy trái bự luôn đi. Mấy trái nhỏ ăn hết đi gì không bà? Xì xin tố. Nay có máy ép á. Ngọt không? Một chút nữa con phải nhắn tin cho bà. Nói mẹ cảm ơn. Hey baby, con sit. Here. This is the same chair. Mẹ cảm ơn rồi mẹ còn bye bye luôn. Thôi được rồi, mẹ ăn ngoài ăn ngoài này nè. Nó cũng ăn đó. Ừ. Nó thấy con thì Quynh ngồi kế cái chén ngoài. Con nhìn con kiểu kìa, con nhìn cái kiểu, con nhìn kiểu. Nhìn kiểu à. Thảo dễ sợ. Không biết. Ôi giỏi quá. Ngồi đàng hoàng đây. Ngồi đàng hoàng lại. Ừ, đàng hoàng lại. That's spicy. Ừ. Nói máu mẹ. Đây nè. You know what's real nice? What? Sugar. Dipping that in sugar goes with the sour. Thì quên đồ ăn là với đường. Không còn giật áo mẹ ơi, cây gì cây. Về mẹ làm cái móc lại. Đem cái tiệm vàng cho nó làm cái móc. Chứ cái này nó máng vô vậy. How you baby? I'm good, how are you? I see you. Trời ơi, sao chắc nhiều đây, cái này nhỏ nghỉ quá. Mấy rồi. Không, bây giờ ăn càng ăn nhiều nó chua. Càng không phải. Chưa muốn ăn cơm nữa. Đúng rồi. Wayne and D-Hop. Chưa muốn ăn cơm nữa nha. What baby? I'm gonna eat while I do my homework. Oh. Because we're gonna be busy this weekend, so I won't have much time. Cái hàng cả. Nói thì các bạn không có thời gian. Trước khi mẹ học về phải đi mua đồ mới đạt được nhiều. Oh, học đi làm từ sáng chị. Beef, the rice. 18 trái. Ráng ăn 2 trái nữa nha mọi người. Ráng 2 trái nữa cho chẳng 20 đi. Thôi nè. Thì vô con. Bán lại làm cái hộp không giá trị nha. Một chút nữa con phải nhắn tin cho chú Thiếm để cảm ơn giùm mẹ. Chúc mẹ chào tạm biệt luôn. Oh, that could have hurt your foot. Chay quậy quá. Mm.
Rồi 19 trái rồi nha mọi người. Trái này nữa là đúng 20 nha. Con mấy rồi ta? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I mẹ put a bunch. Oh, right on my hand. I put a bunch on her plate too. Mẹ đói bụng quá, mẹ mới ăn được nhiều. Con không đói bụng ăn không được. 13. Thôi cho cái con nhỏ này xuống đi. Con nhỏ này quậy quá. Mệt mỏi luôn quá rồi. Ôi trời ơi, em có sáng rồi. Sáng rồi. Hồi sáng. Đó đó, muối á con. Sáng rồi em nhãn ngại hả? Mẹ chắc mẹ già hả? Thôi đừng quậy giùm mẹ đi mà. Để mẹ gán ăn cho cô chú coi, gán ăn thêm vài trái cho cô chú coi coi. Chay u đi chay. Oh wow. That's big. Coi trái này bự hơn mặt chay nữa các bạn. Đây, học. Giờ Ngọc ăn trái này trái cuối cùng nha. Ngọt. Ngọc ăn hết đi, đừng đem mời mời dở hết Ngọc. Ngọc. Baby eat all of it. Nói ăn hết đi. Tông xếp cho chú mau. Can't eat all of it. That's right. Mama. Ngọc, còn đồ chấm muối. Trời đất ơi, đội thử muối đó. Chồng Ngọc còn bây giờ phải đem đồ ăn đi vô trong kia trong bàn học để vừa ăn. Vừa ăn vừa học chứ không có thời gian. Tại nói bận quá. Okay, come on, babe. Bận mà nãy còn biểu mua không cho. Không để cho ăn chay chơi mẹ để đi. Tối về làm tiếp cho tới hả? 12 giờ đêm. Đó các bạn, thì Ngọc chỉ có thể ăn tới như 100 trái Ngọc không hết. Ngọc cỡ chừng khoảng như ta 14 trái. 15 trái. 14 15 trái, mẹ Ngọc 20 trái. Bất cửa. Chồng Ngọc nãy giờ cũng xí xí vô mấy trái. Đây còn như đây các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Mà thu ở vô tới vậy nghe. Đã luôn yêu và ủng hộ gia đình. Ủa, hy vọng là tất cả các bạn. Hy vọng là tất cả mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho cái kênh YouTube của gia đình Ngọc nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ. Bye bye. Xin chào mọi người. Dạ con xạo đi. Đang xạo đi. Đó, trời ơi, đang đi té rồi. Rồi.